Ôi, có vẻ cậu ấy bệnh nặng hơn nhiều rồi. Uống chút thuốc xong rồi ngủ sẽ đỡ hơn mà không chịu. Thôi, hay là giờ mình nặng luôn ta? Nhưng mà hình như chưa được nặng đâu. Có khi nào nặng xong mình sẽ chết vì mất máu không? Ôi, đau quá đi, mất làm sao đi. Ôi, thôi kệ đi. Nè, cậu làm mình phát điên đó. Có cục mụn thôi làm gì phải nói dối vậy chứ. Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm hay không? Mình còn về nhà đặc biệt kêu mẹ kê đơn cho cậu nữa nè. Mình xin lỗi. Nhưng mà nhìn gần cũng mắc cười thiệt luôn á. Dù sao cũng thấy rồi, che che làm gì nữa, bỏ ra coi. Nhưng mình không thích, nhìn xấu muốn chết luôn. Hơi càng nhìn thấy cậu càng giống con gái hơn rồi đó kia Bóp Chu. Như vậy mới quyến rũ chứ. Cũng coi như là có tiến triển rồi. Nhờ vậy mà hôm nay mình mới được tham quan phòng cậu. Ôi, phòng con gái đúng là khác xa với lại phòng con trai á. Cậu cũng có đồ trang điểm nè. Là của bạn gái cũ của cậu đó. Biết ngay mà. Biết ngay. Cậu làm gì dùng mấy thứ này? Ủa, tủ quần áo đâu ta? Ở đây hả? Để coi. Nè, không được mở. Mình chưa có dọn lại. Làm không gì được vậy? Mở đâu mình cũng không có gọn gàng gì đâu để mình coi. Thôi mà. Trời ơi, có gì đâu mà đó. Nè. Cậu định làm gì vậy? Cậu nói gì vậy? Mình chưa định làm gì hết á. Pizza đầy đủ topping cỡ lớn nhất được giao đến rồi đây. Bóc Châu à, tụi mình tới rồi. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đó mình mới thay đồ nên là giãn cơn chút đó mặt ra. Ê, cậu làm gì vậy? Trời ơi, mình thèm pizza lắm luôn rồi đó. Ăn với mình đi. Ăn đi. Ăn thì tới phòng mà ăn đi. Các cậu cũng biết bạn cùng phòng của mình không muốn có mùi đâu. Mấy mà cái đứa thể dục dụng cụ đang ngồi đó, mình không có thích tụi nó. Thôi, ăn đi rồi. Mình đã mấy xỉu luôn rồi. Trời ơi, khoan đã. Nè, đi xin luôn, ngồi ghế đi. Ngồi vậy đi. Được. Đừng làm dơ cái mền của mình nha. Mình mới giặt hồi sáng luôn. Biết rồi mà. Trời, mình không giặt lại đâu. Khó tính quá vậy. Cậu bị sao vậy? Nhưng mà mình thấy lạnh quá. Pizza hấp dẫn quá. Miếng này của mình nha. Sao không qua phòng hai cậu ăn đi? Sao cứ phải qua đây hoài vậy? Thiệt tình luôn đó nha. Nè, sao mà hôm nay cậu ăn ít quá vậy? Không đúng giống bình thường chút bình nào. Bình thường ấy toàn ăn hai cái một lượt không à? Tại mình sợ nổi bụng không? Tự nhiên mình thấy hơi đầy bụng. Chắc là ăn không tiêu rồi đó. Uống coca thử coi. Cho mình với. Trời ơi, ngon quá đi. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Hả? Đó, đang ăn pizza đó. Có cần ở lớn như vậy không chứ? Ai mà để ý đâu chứ. Không biết tôi gì hết á. Còn tưởng gì ghê gớm lắm nữa. Mỗi lúc mọi nơi mà. Có chuyện gì vậy? Nè, làm gì có. Không chỉ như vậy đâu. Mấy hôm chạy bộ xong mồ hôi nhễ nhại. Cậu ấy còn chẳng thèm bụi đầu vậy đó. Có thì cũng chỉ gọi tóc mái sơ sơ với nước thôi à. Mình như vậy hồi nào chứ. Đem pizza về phòng hai cậu đi, nhanh lên. Chào cậu Si Hơi. Tụi mình ăn nhanh rồi mở cửa cho bay bớt mùi đi ha. Không sao, mọi người cứ ăn thoải mái đi. Mình không để ý đâu. Ăn đi.